Chào các bạn đã đến bài số 12 trong khóa học làm việc với Git. Bài này thì chúng ta bắt đầu một cái chương mới. Chúng ta sẽ làm việc với các nhánh Git branch ở trong Git. Thì nội dung của bài này chúng ta sẽ nói về nhánh và cách tạo nhánh cũng như là cách xích qua xích lại giữa các nhánh. Ở trong các bài đầu tiên thì mình cũng đã nói về cách lưu các cái commit theo cái dạng snapshot. Các bạn có thể tham khảo những bài đầu tiên. Thì nhánh ở đây có nghĩa là chúng ta chia cái nhánh phát triển đầu chính ra thành nhiều nhánh, tức là nhiều cái nhánh phát triển khác nhau và có thể làm việc mà sẽ không bị messing, tức là không bị xung đột và sai sót gì với cái nhánh chính. Cái điều lợi ích của Git ở đây là trong cái dự án thực tế thì các bạn có rất nhiều các cái tính năng, cái feature mà cần phải làm song song. Ví dụ các bạn có một cái sản phẩm đã release rồi, đang chạy trên production. Cái đấy nó luôn luôn là thường là để nhánh master. Và bây giờ các bạn muốn tạo mới một chức năng mới, chức năng A nào đấy mà các bạn không muốn cho nó ảnh hưởng vào cái nhánh chính mà các bạn muốn làm riêng, thì các bạn tạo ra một nhánh với chức năng là feature A, sau đó các bạn phát triển bình thường không ảnh hưởng gì nhánh chính. Nhánh chính các bạn có thể hotfix lỗi thôi, còn tính năng mới các bạn có thể test trên nhánh riêng. Cái nhánh đấy thì nó lại bay trên cái code mới nhất của nhánh master và nó phát triển theo một đường riêng, và như vậy thì nó giúp cho các bạn có thể test riêng và sau khi thành công rồi xong rồi các bạn có thể merge lại và nó lại đồng nhất hai nhánh với nhau. Thì đó là cái lợi ích của Git, nó rất là dễ dàng. Ở các cái VCS, tức là các cái version control system khác thì đều có hỗ trợ nhánh, ví dụ như SVN. Tuy nhiên thì nhánh của SVN thì không được linh hoạt như Git bởi vì nó lưu theo cơ chế khác, tức là mỗi lần các bạn tạo nhánh thì gần như nó chỉ tách một cái bộ copy thuộc phun ruột của cái bộ mã nguồn sang một cái thư mục khác thôi, cho nên rất là lâu, tùy thuộc vào size của và vào kích cỡ của project và các bạn sẽ mất nhiều thời gian hay không. Vậy ở trong cái bắt đầu từ chương này các bạn sẽ có làm việc về Git về theo các nhánh khác nhau để các bạn hiểu được cái cơ chế hoạt động của nó. Thì các bạn sẽ hiểu được là cái cách mà Git tạo nhánh, chúng ta cần phải xem lại cái bài Git lưu trữ data như nào thì ở trong các bài đầu tiên, và chúng ta cũng nhớ là trong bài 1 thì chúng ta không lưu trữ Git không lưu trữ một tập hợp các cái giá trị thay đổi khác nhau mà nó sẽ lưu một cái tập snapshot, tức là mỗi một lần thay đổi một commit sẽ là một bản chụp chụp lại. Và khi bạn break một commit thì Git sẽ commit cái object đấy, nó tạo một cái nó lưu một cái commit object, đối tượng commit nó chứa một cái con trỏ đến cái bản chụp đấy, và thông tin cái con nội dung của cái bản chụp đấy thì chính là cái thông tin mà chúng ta vừa stay lên trước khi commit. Cái object cũng chứa thông tin, object này cũng chứa thông tin của tác giả, email hay message, rồi trỏ đến cái commit. Với một cái commit đầu tiên thì chưa có một commit trước đấy thì nó có một cái trường của cái thông tin của là parent commit. Từ commit sau thì nó chứa cái parent commit, tức là cái ID của commit trước. Commit đầu tiên thì nó là zero. Và dựa vào đấy thì chúng ta có thể merge giữa hai branch thoải mái. Đây là một commit tree, tức là trong một commit này của chúng ta có 3 file sửa đổi. Mỗi file nó lại hash thành một cái mã băm. Và đây nó gọi là commit tree. Commit tree này của chúng ta có chứa 3 file. Vậy cái commit này nó sẽ trỏ đến một cái file commit này, chúng ta có tree auto là tác giả, có message với cái mã băm là
mà bấm short là như này, và trong đó thì nó sẽ trở đến một cái tree. Cái tree này nó sẽ quản lý danh sách các cái file thay đổi. Như vậy thì cái git này nó lưu rất là cụ thể, mỗi commit nó lưu rất đầy đủ. Ví dụ sửa ba file nó lưu cả ba file, sửa bốn file lưu bao nhiêu file cũng lưu tất, để nó có thể nó gần như một bản chụp, cho nên là nó sẽ lưu tất. Cái file nào như các bạn đã biết thì file nào mà thay đổi thì nó sẽ lưu cái sự thay đổi, còn nếu file nào không thay đổi thì nó sẽ reference đến cái file trước đấy, nên là sẽ không bị lưu lặp. Đó, các bạn nhìn thấy là trong cái commit đầu tiên các bạn có thông tin là cái mã của tree. Bạn nhìn thấy là trong cái tree này nó có mã là đây 92EC2 này, thì có nghĩa là nó trỏ đến một cái tree, một cái thông tin commit tree để nó chứa danh sách các cái file thông tin file commit. Như vậy thì có parent commit đầu tiên thì parent là rỗng, commit thứ hai thì parent chính là cái commit đầu tiên, commit thứ ba thì có parent là commit thứ hai. Bạn nhìn thấy nó lưu theo dạng nối tiếp nhau như vậy. Một nhánh và lịch sử của nó. Ví dụ ở đây các bạn có một cái nhánh master, luôn một cái repository tạo ra, thì chúng ta có thể đánh tag v1.0 nhánh luôn là nhánh master. Vậy cái commit này thuộc nhánh master, và cái nhánh hiện tại của chúng ta đang làm việc là nhánh master, nhờ có một con trỏ. Cái hit này là một con trỏ, nó trỏ đến cái nhánh hiện tại đang làm việc. Khi các bạn switch nhánh sang nhánh khác thì cái trỏ con trỏ nó tạo trỏ vào cái nhánh đấy, và giờ nhờ có con trỏ này thì các bạn biết là chúng ta đang ở nhánh nào. Cho nên là trong cái các bạn nhìn thấy trong cái này, chúng ta nhìn thấy là chúng ta đang ở nhánh master, và như vậy thì chúng ta nhờ có cái hit đấy mới có thể biết được cái nhánh hiện tại là nhánh nào. Và khi mà nhánh mới chúng ta nhánh này nhánh mới nhất thì nó sẽ trỏ cái thường nó sẽ trỏ cái mask trỏ cái hit vào cái commit cuối cùng. Tạo mới một nhánh, điều gì xảy ra khi mà chúng ta tạo mới một nhánh? Thì chúng ta sẽ tạo mới chính là chúng ta sẽ tạo mới một con trỏ, để chúng ta sẽ move con trỏ, chúng ta sẽ tạo mới một cái line, và con trỏ chúng ta sẽ trả chuyển sang cái hit, nó sẽ chuyển sang. Bây giờ chúng ta sẽ tạo mới một nhánh testing ở trên cái git. Ở đây chúng ta có git branch liệt kê danh sách các nhánh. Chúng ta hiện tại có hai nhánh, một nhánh 1.0, chính là 1.0 là cái mà chúng ta tách ra trong bài trước. Chúng ta có tạo nhánh git branch testing. Đó, chúng ta có tạo mới một nhánh. Vì khi mà tạo mới một nhánh nó đều trỏ đến cái hai nhánh testing và master đều trỏ đến cùng một cái commit trong thời điểm hiện tại. Bởi vì tạo nhánh như vậy là nó sẽ tạo bay trên cái commit cuối cùng của cái nhánh hiện tại, tức là chúng ta đang làm là nhánh master. Vậy nó sẽ bay trên cái commit cuối cùng của nhánh master, thì đang là mô hình của nó sẽ là hai cái nhánh trỏ đến một commit. Đây chính là cái hit pointing. Hit pointing này chúng ta biết đấy, như mình đã nói rồi, nó là một cái con trỏ đặc biệt. Bạn dễ dàng running glitlog để xem. Chúng ta dùng cái option là online decorate git log, online decorate là trang trí đấy. Bạn nhìn thấy là nó hiển thị, các bạn thấy là chúng ta có hit đang trỏ đến master, bởi vì chúng ta đang làm việc nhánh master đấy. Và chúng ta có các nhánh như này, chúng ta có các tag như này và các commit như này. Đó, cái cách mà chúng ta nhìn nhìn cái hit nó trỏ ở đâu, chúng ta có thể dùng cái online decorate switch branch. Chúng ta switch branch có nghĩa là chúng ta chuyển sang một cái nhánh đã tồn tại, được run bởi câu lệnh git checkout. Câu lệnh git checkout này của cú pháp là git checkout cách tên của nhánh.
sẽ chuyển cái tròn con trỏ hit sang nhánh testing. Chúng ta có git checkout testing tên nhánh. Ok, đã switch sang nhánh testing, switch switch. Sau đó chúng ta sẽ gõ cái decorate. Decorate. Đó, bây giờ hit nó trỏ sang nhánh testing rồi, chứ không còn trỏ sang nhánh master nữa. Như vậy hit đúng là nó trỏ sang đây. Đó chính là nội dung của bài học này. Chúng ta nắm về cách tạo nhánh, cách switch nhánh và cách xem các cái hit. Chúng ta cũng hiểu về hit là gì, các cái cách lưu commit tree của nó, và chúng ta hiểu được cái con trỏ nó trỏ vào đâu, hit là gì. Hit là một con trỏ, và chúng ta cũng biết được ưu điểm của git chia nhánh thế nào so với các VCS khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.